Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò của Lưu Vi Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tô Ly. Đây là kèo 44 sân bóng chuyền Hiếu Hải, trạm thu phí ngã tư Long Sơn, quốc lộ 51 Vũng Tàu. Đến trước mặt đồng kính Lâm là tem của Tú MC Trường 2000, cường cao và kẹt nhỏ. Còn bên kia là anh em thập cẩm gặp nhau. Lâm Tới và Lý Quốc là bãi biển của Bảo Cát Tân Bình, còn Quý Sức là bãi biển của Sanet Khánh Hòa, kết hợp cùng Tài Sung Libero bên kia. Tranh thủ thời gian, đây là Libro và Libro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồng và gái 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 2-0 đang nghiêng về cho Tú MC. Lâm Tới lại là một pha chuyền quá khó rồi cho Lâm Tới. 3-0 cường cao 1m9 của MC Bình Dương, tiến bộ qua từng ngày nha các bạn. Đó là cường cao. 3-0 Lâm Tới và lọt trắng như rồi giữa kẹt nhỏ và cường cao. Mùi bay bóng ra ngoài. Còn bên đây hiện tại bây giờ cũng có Cham Nap đang ngồi kéo dọc áo xanh, quần xanh là Cham Nap, quyền thoại của Cambodia, cũng đang có mặt tại đây các bạn. Có phía bên này là chú Hảo, áo đen, quần đen là chú Hảo, là chủ giải của sân giải này, chủ giải. 4-1, đây là kèo cáp kèo và cáp kèo. Một pha chạm tay trắng gì rồi của Trương 2K ra ngoài. Một pha quá quy lực gì rồi cho của Quý Sức. Bi Buôn quá ghê cho Tú MC. Quá ghê cho Tú MC. Pha bóng gì rồi các bạn Một pha ra tay quá nhanh, quá nguy hiểm của Tú MC. 5-2 5-2 lại là khoa xử lý hay gì rồi của Lý Quốc. 3-5 15 Một pha xử lý hay rồi của Lâm Tới, một pha chém đường y tuyệt vời của Lâm Tới rồi. 4-5 Buôn Râm bóng tốt, gió ngược rất khó chịu nha các bạn, gió ngược rất khó chịu pha bóng rồi của Tài Súng. 5-0 lại là Tài Súng phát bóng quá khó chịu. 6-5 pha gõ cổ tay lỏng như rồi của Tài Súng quá khó chịu. 6-5 một pha xử lý hay gì rồi của Trường 2000. 6-0 sau pha đầu tiên chạm vào tay trắng của Quý Sức, và pha xử lý thứ hai của Trường 2K quá tuyệt vời, một pha xử lý quá mềm mại gì rồi. 6-0 ra mùi
một pha chạm lưới rồi cũng quý sức. 7-6. Hiện tại bây giờ là 18:30. Quá căng gì rồi cô quý FC, Tú FC xin lỗi các bạn, Tú FC. Một pha xử lý hay, vẫn còn cho trường 2K. Một pha lại là Lý Quốc. Cô ta nói là Lý Quốc, những pha rình rập trên lưới của Lý Quốc cho là quá hay. Bảy đều Rambi. Tài xung phát bóng hồng không qua lưới. 8-7. Bên kia là Lâm Tới bị số 4, Tài Xuân Libero bất cứ một và quý sức chuyện hai là Lý Quốc. Lại là Kiệt Nhỏ một pha dù bóng rồi. Đáng tiếc cho Kiệt Nhỏ phá bóng rồi các bạn à, dột mất cơ hội. Trong khi Tú MC đang chờ sẵn cái biên bóng rồi. Quá căng, một pha quá quy lực chỉ đòi của trường 2K. Trường 2K 1m85, cũng là em họ của Tú FC. 1m85, sinh năm 95, Bà Rịa Vũng Tàu, Xuyên Mộc Bà Tô 98 Tú Ramon Rambay 98. Một pha giọt tay vừa rồi của Tú FC ra ngoài. Còn xa xa bên kia là Cham Nap, quyền thoại của Cambodia cũng đang có mặt tại đây. Cham Nap, Cham Nap đã già rồi. 9 đều Rambun. Lại là Kẹt Nhóc, vượt qua chuyện quá khó rồi cho trường 2K. Mời trên. Lại là pha mẫu binh như rồi của Tài Sông. Một pha mẫu binh. 11 trên. Lại là một pha gãy bước một rồi của trường 2K. Thật sự Tài Súng quá có chịu nhiên của phát bóng của mình. 12 trên. Mười ba trên. Thật sự gió ngược quá khó chịu với những cú pha găm bóng của mình của Tài Súng. 13 trên. Một pha xử lý hay gì rồi của Tom J. 10-13. Còn đây là các bạn nào có đam mê chơi xe rắc thì hãy vào tham khảo Vũ Tấn xe rắc các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vũ Tấn 10-13. Quá căng, bóng ra ngoài luôn rồi. Thật sự một pha quá căng, quá quy lực rồi của Tom J. Một pha hỏng chuyền một cũng quý sức. Hồi nãy bốn chế bóng rồi mà. Bốn chế bóng rồi mà. Sẽ chỉ còn 2 điểm số nữa để cho chiến thắng dành cho bên phía Liên Quân. Nên cũng chỉ còn 2 điểm số nữa thì bên phía MC Bình Dương họ sẽ đưa trận đấu về vạch chung kết. Rất hấp dẫn. Một trái văng ngoài luôn hả đại ca. Tiếp theo tình huống phạt bóng của đội trưởng và đội sinh Bình Dương trận đấu. Phạt bóng ra ngoài. Chừng ơi Vương ơi, tối hậu ơi Vương ơi, từ từ. 14-11.
Tài Sung phát bóng hồng 12-14. Mất điểm. Đầu anh trái này là 4 cho bóng này đủ hả? Vẫn còn Tu FC. Một pha bóng không qua lưới gì rồi. 15-12. 15-12. Kết thúc pha bóng cuối cùng, Tài Trung mà gầm một quả quá ghê. Anh có thể mắc sai lầm, anh có thể phát hồng đến 3 quả liên tiếp ở trong trận đấu này. 15-12. Xin mời Lâm Tài Quy Sức, Tài Trung và Lý Quốc. Thật sự quá tuyệt vời. Các bạn thấy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ xem video và làm nhớ xin một like nha các bạn. Hiện tại bây giờ YouTube rất bấp tương tác các bạn ạ. Các bạn xin các bạn cho xin một like. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.